bác sĩ Hồ Phan Hà, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston, tốt nghiệp đại học Harvard và có nhiều kinh nghiệm chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt, răng hô, móm, mọc không đều hay có kẽ hở của trẻ em và người lớn. Có hai văn phòng để phục vụ cho quý vị tại KD Freeway và Bel Air Gulf Synod. Điện thoại 713-468-1717 hay 713-457-3333.